hứa dạng xuyên qua đấu la đại lục trở thành một ấu long hồn thú còn đạt được nhược đà long vương khuôn mẫu nhược đà long vương nguyên tố kết tinh sáng tạo vật gánh vác đại địa lực lượng cùng hồi ức cùng sơn hải thiên địa đồng thọ càng cùng đỉnh phong nham thần ngũ khai mạnh mẽ vô địch bất tử bất diệt trực tiếp thành thần xuyên qua đến huyền huyển cống thoát nước còn không phải một đường nghiện ép thấy vậy trong lòng hứa dạng kinh hỉ, vội vàng mở ra con đường hấp thu thiên địa nguyên tố. Cũng không biết qua bao lâu, một ngày này bỗng nhiên bị đường tam tìm tới cửa. Hồn thú dưới năm vạn năm không dết, trên năm vạn năm toàn bộ dết sạch. Hứa dạng vừa hoàn toàn trở thành nhược đà long vương, thân hình vô biên ẩn núp ở chỗ sâu trong đấu la đại địa, thủy, hỏa, băng, lôi tứ đại nguyên tố pháp tắc lực càng là vần quanh thân thể, phân tán khí tức khủng bố ngay cả thần giới cũng lâm vào rung rẩy con ngươi có thể so với thái dương tinh cạn không khỏi chớp chớp ngay sau đó hứa dạng thở phào một hơi đường tam tốt từ then chốt trong tiểu thuyết cương thành nhược đà long vương đường tam muốn ta làm hồn hoàng vô đạn sông vừa thành nhược đà long vương đường tam muốn ta làm hồn hoàng vừa thành nhược đà long vương đường tam muốn ta làm hồn hoàng chương mới nhất đọc chương một xuyên qua Long Vương Giáng Thế Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương một xuyên qua, Long Vương Giáng Thế Trong một mảnh bóng tối, chỉ có ánh sáng giống như ánh sao trên không đang không ngừng lóe ra, mà ngay trong một mảnh hỗn độn này, một thân ảnh thon dài cứ như vậy trôi nổi trên không trung, ánh mắt nhắm chặt, không nhúc nhích, giống như thời gian giờ phút này ở trên người hắn bất động. Đạo nhân ảnh này ở trong bóng tối trôi nổi thật lâu, thẳng đến một cái ánh sáng xuất hiện hắn muốn tới địa phương cũng sắp đến hứa dạng cảm giác thân thể mình rất nhẹ giống như là mây trôi nổi trên bầu trời cảm giác mình ung dung tự do tự tại ngao du đợi đến khi hứa dạng tỉnh lại cảm giác trước mắt một mảnh hắc ám nhưng hắn có thể cảm nhận được hoàn cảnh bốn phía hình như mình đang ở trong một cái hang động vẫn là loại lỗ hổng không có bất kỳ lối ra nào ai lại thất đức như vậy hứa dạng trong lòng không tự chủ được nghĩ đến nhưng lại cảm thấy không có khả năng nếu mình bị chôn sống vậy làm sao có thể có cảm giác gì ngay khi hứa dạng có chút mơ hồ một đoạn hồi ức trong đầu khiến anh hiểu rõ từ đầu đến cuối thì ra mình xuyên qua đấu la đại lục hơn nữa còn trở thành nhược đà long vương trong đầu hứa dạng dâng lên một dấu chấm hỏi thật to đây là chuyện gì xảy ra văn hóa xâm lấn nhưng là lập tức lại nghĩ tới tự hiện trước mắt tình cảnh lại cảm thấy không thế nào kỳ quái dù sao chính mình đều xuyên qua nói không chừng vẫn là bởi vì chính mình xuyên qua mang đến đây hứa dạng vẫn có thể tiếp nhận chính mình xuyên qua sự thật này đâu rồi dù sao chính mình tại xem đấu la đại lục thời điểm cũng không phải không có nghĩ tới nếu là chính mình xuyên qua đến đấu la trở thành một người bên trong sẽ tốt bao nhiêu không nghĩ tới lúc trước chính mình vô nghĩa mơ mộng trở thành sự thật lập tức hứa dạng liền suy tư trong đầu đầu tiên nghĩ đến vẫn là mình hiện tại mình biến thành nhược thoát long vương hứa dạng thâm niên thứ hai đương nhiên sẽ không xa lại gì lúc trước mình không có lá chắn lớn đã ở trên tay hắn không biết bao nhiêu lần loại thương tổn dậm chân này căn bản không phải là thứ mà hắn có thể thừa nhận trong đầu hứa dạng không tự chủ được hồi tưởng lại tin tức liên quan đến nhược đà long vương nhược đà long vương là vật sáng tạo kết tinh nguyên tố chịu tải lực lượng cùng hồi ức của đại địa có được bất tử chi thân có thể cùng sơn hải đồng thọ sinh hoạt tại hắc ám dưới lòng đất đương nhiên cái này cũng liền làm cho ánh mắt của hắn không ngừng thoái hóa thẳng đến cái gì cũng không nhìn thấy trong cuộc chiến ma thần nham thần ma lạp khắc tư phát hiện ra và điểm mắt cho nhược đà long vương long vương bởi vì cảm kích mo rác điểm mắt chi ân bởi vậy cùng mo rác ký kết khế ước trở thành hắn thân thuộc theo hắn chinh chiến tứ phương để lại rất nhiều truyền thuyết nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gan sau khi chiến tranh kết thúc nhược đà bởi vì mài mòn mà mất đi lý trí dưới trạng thái điên ma lỡ tay công kích nhân dân liên nguyệt tận nham cự uyên trái với khế ước với Ma Lạp Khắc Tư, Ma Lạp Khắc Tư đến ngăn cản, hai người từ tận nham cự nguyên đánh tới Nam Thiên Môn, cho dù là lẫn nhau đều thu tay lại, vẫn đem trấn tập trung thiên phong cốc phụng hoa hủy thành một khi. Bởi vì sinh mệnh lực cường đại cùng đặc tính bất tử của Nhược Đà Long Vương, cho dù là ma thần Ma Lạp Khắc Tư mạnh nhất cũng không có cách nào, cuối cùng dưới lý trí cuối cùng của Nhược Đà liên hợp chúng tiên gia cùng nhau phong ấn ở dưới Phục Long Thụ, hơn nữa sau đó còn theo phong ấn yếu bớt, thiếu chút nữa thoát ra, vẫn là ma lạp khắc tư cùng lữ khách lần nữa ra tay, liên hợp thiện niệm của nhược đà long vương tách ra, lúc này mới đem hắn một lần nữa phong ấn. Trong đầu hứa dạng không tự chủ được hồi tưởng lại một con rồng hình cá sấu bốn chân thân hình giống như dãy núi, giáp trụ hình thành sau khi hoàng kim và hắc diệu dung nhập vào máu thịt, còn có hai cái sừng lớn kết tinh thành tự nham nguyên tố trên đầu. Nghĩ vậy, khóe miệng hứa dạng không tự chủ được dương lên, có thể cùng nham thần ngũ khai thời kỳ đỉnh cao đặt ở đấu la đại lục này còn không phải trực tiếp nghiền ép xưng bá đấu la đại lục hẳn là không tính là việc khó gì cũng không biết bây giờ là khoảng thời gian nào đường tam trưởng thành tới trình độ nào có cơ hội nhất định phải tìm hắn hảo hảo trao đổi trao đổi lập tức hứa dạng liền chuẩn bị thể nghiệm một chút sự cường đại của mình hiện tại muốn trở lại trên mặt đất tâm niệm khẽ động thổ thạch bốn phía bắt đầu thay đổi thổ thạch trên đỉnh hứa dạng không ngừng tan rã bốn phía, dưới chân cũng có thổ thạch không ngừng toát ra, nâng thân thể của hắn không ngừng hướng trên mặt đất mà đi. Đây chính là năng lực khống chế thổ nguyên tố cơ bản nhất của nhược đống. Ước chừng 10 phút sau, hứa dạng ngừng hồn lực phát ra, trong nội tâm vui sướng cũng trực tiếp bị dội một chậu nước lạnh, bởi vì hiện tại chính mình kém không nhiều lắm đi tới hơn 400 mét, kém không nhiều lắm còn có chừng 100 mét mới có thể tới mặt đất trên đầu hứa dạng một trận hắc tuyến, hiện tại xem ra, mình có thể nói là cùng cường đại một chút cũng không dính dáng A, à, Long Vương này không phải là giả chứ. Lập tức hắn mới kịp phản ứng, hiện tại chính mình hẳn vẫn chỉ là nhược đà Long Vương trạng thái khi còn nhỏ, còn xa mới có thể cùng nham thần ngũ khai trình độ. Sau khi mất mát một chút, hứa dạng ở trong lòng động viên mình. Vẫn phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Lập tức hắn liền nghiên cứu phương pháp mình có thể trở nên mạnh mẽ cái thứ nhất đương nhiên là lợi dụng năng lực bản thân nhược đà long vương là sinh mệnh sáng tạo nguyên tố mạnh nhất của nham nguyên tố phương pháp nhược đà long vương muốn tăng trưởng thực lực đương nhiên là không ít đầu tiên chính là thông qua hấp thụ năng lượng nham nguyên tố trong địa mạch thông qua dung hợp với bản thân để tăng cường chính mình dù sao địa mạch có thể nói là mẫu thân của nhược đà long vương nhưng trên đấu la đại lục này không tồn tại địa mạch ghi lại lịch sử của cả đại lục cho nên phương pháp này hứa dạng không có cách nào thực hiện được. Tiếp theo chính là hấp thu năng lượng trong đại địa, làm sinh vật sáng tạo nhằm nguyên tố, nếu Đà Long Vương hết thảy năng lượng đều đến từ đại địa, thông qua hấp thu năng lượng trong đại địa cũng có thể trở nên mạnh mẽ, đương nhiên điều này có liên quan đến nồng độ nhằm nguyên tố, nếu có thể tìm được khoáng mạch gì, như vậy thực lực của hứa dạng có thể tăng trưởng nhanh hơn đương nhiên còn có một ít năng lượng nhằm nguyên tố tinh thuần trong khoáng thạch cũng có thể mang lại lợi ích cường đại cho hứa dạng. Còn có một phương pháp chính là thông qua thôn phệ những hồn thú khác để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, năng lực này cũng không phải là nếu thoát khỏi năng lực bản thân Long Vương, có thể là sau khi hứa dạng xuyên qua bị thế giới này thông hóa hình thành. Nói trắng ra bây giờ hứa dạng cần thôn phệ một ít đồ vật cường đại, ví dụ như khoáng thạch chất lượng cao, còn có hồn thú đẳng cấp cao, niên hạn cao. Nghĩ vậy hứa dạng thở dài thật sâu, hiện tại mình có thể nói là căn bản không dính dáng gì đến cường đại, bởi vì hiện tại ngay cả mắt hắn cũng không mở ra được, cho dù hứa dạng có thể thông qua mặt đất để cảm nhận hoàn cảnh bốn phía, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hứa dạng không cần ánh mắt, cảm giác này vẫn có phạm vi, nếu gặp phải hồn thú biết bay thì mình không phải là người mù sao. Đúng lúc này, hứa dạng cảm nhận được một trận tiếng bước chân, đang xa xa đi về phía hồ nước trên đỉnh mình trong lòng hứa dạng nhất thời căng thẳng. Ta sẽ không xong đâu. Ta vừa mới xuyên qua, chính mình sẽ không muốn ở chỗ này chứ. Hết chương này. Chương 2 Ngươi làm tiểu đệ của ta đi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Ngươi làm tiểu đệ của ta đi hứa dạng thúc đẩy năng lực cảm giác của mình đến mức lớn nhất, cẩn thận cảm giác bước chân kia. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, theo khoảng cách tiếp cận, hứa dạng có thể cảm nhận được đây là tiếng bước chân của hai người, đồng thời còn loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện giữa hai người. Mẹ, mẹ đồng ý đi, được không? Mẹ tốt nhất rồi. Giọng nói non nớt của một bé gái vang lên, trong giọng nói lộ vẻ làm nũng. Một giọng nữ khác hơi cưng chiều lập tức vang lên. Bao nhiêu tuổi rồi, không phải mẹ đã dạy con chải tóc sao, nếu để đại minh nhị minh nhìn thấy, khẳng định sẽ chê cười con dù sao bọn họ hiện tại lại không ở cho dù ở cũng không dám nói cái gì ta muốn mụ mụ giúp ta chải đầu cảm giác ta chải đầu không có mụ mụ chải đẹp mắt nữ đồng lần nữa làm nũng nói nữ nhân nhất thời nhẹ giọng nở nụ cười cưng chiều nói được 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 tiểu vũ nhà chúng ta là đứa nhỏ vĩnh viễn không lớn lên mẹ vĩnh viễn giúp tiểu vũ chải đầu có được hay không được tiểu vũ ngọt ngào tráng cười đáp ứng dưới lòng đất hứa dạng không hiểu ra sao Chảy đâu. Chờ một chút, bọn họ hình như đã nói đến Tiểu Vũ và Đại Minh Nhị Minh. Chẳng lẽ thật sự là Tiểu Vũ và mẹ cô ấy? Hứa Dạng trong đầu toát ra ý nghĩ này về sau liền rút cuộc đè nén không được, sau khi cảm giác được hai người ở bên hồ ngồi xuống liền cảm thấy mình nghĩ không sai. Tâm tư sung sướng không thể khống chế được khí tức của bản thân, cứ như vậy bị mẹ Tiểu Vũ phát hiện. Bên hồ trên mặt đất một nữ tử tóc dài màu nâu cùng một tiểu cô nương đang cùng nhau ngồi ở bên hồ, nữ hài ngồi ở trong lòng nữ tử trưởng thành kia, nữ tử đang cầm một cái lược gỗ đào chải tóc thật dài cho nữ hài. dáng người nữ tử cao gầy mà thon dài, khuôn mặt trắng nõn, mặt mày tinh xảo, trong ánh mắt nhìn nữ hài trong lòng lộ vẻ triều mến, một bên chải đầu còn một bên cùng nữ hài trong lòng trao đổi. Tiểu Vũ à, sau này nếu con lập gia đình thì làm sao bây giờ, đến lúc đó mẹ không thể chải tóc cho con được cô gái trong lòng nói con muốn mẹ chải đầu cho con cái loại cả đời này chỉ cần con không lập gia đình là được rồi mẹ có thể chải đầu cho con mẹ tiểu vũ vừa cười vừa nói vậy tại sao con không tìm một nửa khác có thể chải tóc cho con tiểu vũ lắc đầu nói không được con chỉ cần ở cùng mẹ người khác đều không được mẹ tiểu vũ cười hỏi vậy đại minh và nhị minh thì sao Tiểu Vũ suy tư một chút nói. Vậy thêm bọn họ đi, không thể nhiều hơn. Mẹ Tiểu Vũ bị lời Tiểu Vũ chọc cười, nhất thời trực tiếp cười ra tiếng. Đúng lúc này, ánh mắt mẹ Tiểu Vũ biến đổi, nàng đột nhiên cảm giác được có khí tức hồn thú khác tồn tại, nhưng tự hồ có cường đại như vậy hay không, nhưng vẫn ông lấy Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, có người khác tới. Lập tức nàng vận chuyển hồn lực, chân phải giảm mạnh xuống đất, lạnh giọng quát. Ai? dưới lòng đất hứa dạng trong lòng khổ, chính mình nhất thời vui vẻ liền bị phát hiện, chỉ có thể vận chuyển hồn lực hướng mặt đất mà đi. Dưới chân mặt đất một trận rung động, thậm chí còn trực tiếp lộ ra một đạo khe nước, khe nước chậm rãi mở rộng, biết xuất hiện một cái khoảng 5 mét hang động. Sau đó một hồn thú mập mạp màu vàng đất từ trong đó bò ra. Trên đầu con hồn thú này mọc ra một đôi sừng kết tinh màu vàng đất, giống như mũ miệng trời sinh sinh trưởng ở đỉnh đầu của hắn, Toàn thân khoác giáp trụ màu vàng kim cùng hắc diệu, chỉ có vị trí bụng có giáp phốt pho màu trắng, trên giáp trụ tràn ngập hoa văn nham nguyên tố diễn sinh ra. Tứ chi ngắn thô, trên đó có móng chân hoa văn vỏ cây, trên vai và khớp xương có kết tinh nguyên tố đá. Đồng tử hơi xám trắng, tự hồ cũng không có đồng tử tồn tại. Mẹ Tiểu Vũ trực tiếp bộc phát khí thế, cảnh giác nhìn hồn thú không rõ lai lịch này. Hồn thú mập mạp này chính là hứa dạng sau khi cảm nhận được lực áp bách cường đại của mẹ tiểu vũ, lực lượng đến từ sâu trong huyết mạch hứa dạng nhất thời bộc phát ra, hứa dạng không khỏi hướng lên trời phát ra một tiếng trống giận ngập trời, đồng thời một trận huyết mạch lực cường đại từ trên người hắn khuếch tán ra. Mẹ tiểu vũ lập tức trực tiếp phóng thích bản thể ra, vận chuyển hồn lực bản thân để ngăn cản uy áp đến từ sâu trong huyết mạch này. Nhưng uy áp đến từ hồn thú mười vạn năm khiến hứa dạng vừa mới xuyên qua mà chịu đau khổ, ngửa mặt lên trời trống giận được một nửa lập tức trực tiếp cắt đứt bốn chân mềm nhũng trên mặt đất đợi đến khi mẹ tiểu vũ thu hồi hồn lực uy áp hứa dạng mới nhẹ giọng mở miệng ta nói ta chỉ đi ngang qua ngươi tin không tiểu vũ đang trốn ở phía sau mẹ nhất thời thò đầu ra nhìn bộ dáng kinh ngạc này của hứa dạng nhất thời nở nụ cười mẹ tiểu vũ cũng nở nụ cười thu hồi uy áp trên người mình nhưng trong lòng nàng vẫn có chút khiếp sợ huyết mạch lực phát ra từ trên người hứa dạng thâm hậu kỳ cục thậm chí là còn mang theo khí tức long tộc nồng đậm nếu không phải dựa vào tu vi cường đại của nàng chỉ sợ người quỳ rạp trên mặt đất chính là nàng mẹ tiểu vũ rất tò mò về huyết mạch hứa dạng dù sao loại huyết mạch này cũng không phải hồn thú bình thường có thể có được chỉ sợ là di chủng thượng cổ gì đó nhìn trạng thái của hắn tựa hồ là vừa mới thức tỉnh lấy trăm năm hồn thú tu vi liền có thể có năng lực trao đổi tuyệt đối là cái gì cường đại thường cổ dị chủng. Lập tức nàng đi tới, nhẹ nhàng sờ sờ đầu hứa dạng, nói. Tiểu băng hữu, đừng sợ, là gì vừa mới bị dọa, chủ yếu là huyết mạch của ngươi quá cường đại. Hứa dạng lúc này mới từ trên mặt đất bò dậy, nói. Dì, cháu tên hứa dạng, dì có thể gọi cháu là tiểu dạng, cháu quả thật mới tỉnh lại không lâu, cảm giác được phía trên có động tỉnh cháu liền chui lên, cháu cũng không tự chủ được trống lên một tiếng, không nghĩ tới. Mẹ tiểu vũ nhẹ nhàng xoa đầu hắn, nói. Được rồi, không có việc gì, hiểu lầm này không phải đã cởi bỏ rồi sao, con cũng không cần để ý. Hứa dạng gật đầu, nói. Được. Lúc này, tiểu vũ cũng đi tới, nói. Hắc hắc, tiểu dạng, ngươi về sau làm tiểu đệ của ta được không? Hứa dạng cảm giác có chút thú vị, lập tức vẽ mặt đơn thuần nói. Ta làm tiểu đệ của ngươi sao? tiểu vũ vẻ mặt kiêu ngạo gật đầu nói đúng vậy sau này ngươi gọi ta là tiểu vũ tỷ đi về sau ta che chở ngươi nếu đại minh cùng nhị minh khi dễ ngươi ngươi liền tới nói với ta đến lúc đó ta thu thập bọn họ hứa dạng gật đầu nói được tỷ tỷ mẹ tiểu vũ cười sờ sờ đầu hai người nói được rồi con không nên hỏi tiểu dạng trước xem có nguyện ý cùng chúng ta trở về hay không tiểu dạng em có muốn sống cùng chúng ta không còn có hai người bạn nhỏ có thể giới thiệu cho em hứa dạng gật đầu nói được vậy sau này chúng ta có phải là người một nhà không mẹ tiểu vũ gật đầu nói đúng vậy sau này là được tiểu vũ nghe hứa dạng trả lời vui vẻ nhảy dựng lên nói ta lại có một tiểu đệ rồi hai người cũng không biết vì sao liền tiếp nhận hứa dạng có thể là hắn có chút ủy khuất quỳ rạp trên mặt đất đáng thương nói ra hắn chỉ là đi ngang qua. Lập tức hai người một trọng liền hướng sâu trong rừng rậm đi đến. Hết chương này. Chương 3 Mở mắt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 mở mắt rất nhanh ba người liền đi tới khu trung tâm một mảnh hồ nước biên giới, bốn phía bị cự một vần quanh, hồ nước như gương sáng chiếu rọi ánh mặt trời, nếu như từ trên cao nhìn xuống, đây chính là giống như một viên sáng chói bảo thạch bên hồ có ba căn nhà gỗ nho nhỏ chắc hẳn đây là nhà của tiểu vũ và mẹ cô ở gần bờ nước có một con vượng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất mắt hơi nhắm lại giống như đang tu luyện hứa dạng không nhìn thấy dáng vẻ của hắn nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở khổng lồ trên người hắn cùng một chút lỗ tai vuông nham nguyên tố thân thiện tuy rằng rất yếu ớt nhưng hứa dạng cảm thấy thập phần thân thiện tiểu vũ kéo tay mẹ mới vừa nhìn thấy con vượng kia liền lớn tiếng phất tay gọi nhị minh chúng con về rồi còn mang về cho mẹ một niềm vui bất ngờ nha nhị minh đang ngồi thiền lập tức bò dậy chạy tới chỗ tiểu vũ vừa chạy vừa gọi chị tiểu vũ các chị ra ngoài chơi cũng không mang em theo em muốn xem là kinh hỉ gì tiểu vũ cười giới thiệu hứa dạng cho nhị minh đây là hứa dạng trên đường trở về chúng ta phát hiện ra sau này nó chính là em trai của cậu nha. Titan lập tức nhìn thấy hứa dạng phía sau bọn họ, trên mặt nhất thời nở nụ cười vui mừng, tiến lên ông lấy hứa dạng. À, sau này anh cũng có em trai, sau này anh nhất định sẽ bảo vệ em, nếu em bị ai khi dễ, anh sẽ trút giận cho em. Hứa dạng cũng cảm nhận được nội tâm vui sướng của nhị Minh, vui vẻ gật đầu, nói. Được, nhị Minh ca. Mẹ tiểu vũ đi tới bên hồ, nhẹ giọng mở miệng. Đại Minh thế nào rồi? Lập tức mặt hồ bắt đầu nổi lên gợn sóng, trong lúc hồ nước cổ động một cái đầu trâu khổng lồ mọc sừng rồng từ trong đó nhô ra, thân là thân mãng xà thật lớn có vảy màu xanh nương theo hắn nhô đầu ra, hồ nước bị hắn kích lên trời cao, dưới ánh mặt trời chiếu rọi tạo thành từng đạo cầu vồng. Thanh Quan trên người lóe ra, lập tức đem thân hình như núi cao hóa thành phiên bản thu nhỏ chừng một mét, du động trên không trung, rơi xuống bên cạnh mẹ Tiểu Vũ đây chính là thiên thanh ngưu mãn đại minh đại minh mở miệng trả lời gì con cảm thấy mình đã chạm vào cửa khẩu kia con tin con sẽ nhanh chóng bước qua mẹ tiểu vũ gật đầu nói không có việc gì từ từ sẽ đến chuyện đột phá không thể gấp nào giới thiệu em trai mới của con cho con làm quen lập tức hứa dạng và đại minh làm quen một chút đại minh cũng không áp sát như nhị minh nhưng hưng phấn trong mắt vẫn khó có thể che giấu. Huyết mạch rồng trên người hứa dạng cũng khiến hắn cảm nhận được cảm giác thân thiện, dù sao bản thân đại minh cũng có huyết mạch thanh long nồng đậm. Hơn nữa tiểu vũ nói hứa dạng vừa mới thức tỉnh, trong lòng nhất thời trực tiếp 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 nhận hứa dạng, cùng hắn trò chuyện hai câu. Mẹ tiểu vũ cũng hỏi hắn vấn đề về bản thân, dù sao hồn thú huyết mạch càng cường đại, tin tức huyết mạch lưu trữ trong huyết mạch bản thân là khổng lồ, bọn họ cũng muốn tìm hiểu trước một chút hứa dạng chỉ trả lời mình là một loại huyết mạch thổ nguyên tố địa long cường đại sau đó cũng không nói nhiều dù sao hứa dạng làm hồn thú trăm năm có khả năng biết được cũng sẽ không quá nhiều mẹ tiểu vũ gật đầu nói đã như vậy bảo vật thổ nguyên tố mà chúng ta thu thập mấy năm nay cũng có thể sắp xếp công dụng vốn là chuẩn bị cho nhị minh nhưng lực tương tác giữa hắn và thổ nguyên tố cũng không cao đối với hắn mà nói có chút lãng phí đại minh cũng gật đầu nói đúng vậy mấy năm nay nhị minh cũng dùng không ít nhưng hiệu quả mỗi lần đều không tốt như trong tưởng tượng cho tiểu dạng rất thích hợp nhị minh nghe đại ca nói như vậy nhất thời phản bác đại ca gì gì cho ngươi dùng những thiên tài địa bảo kia ngươi cũng không hấp thu bao nhiêu ngươi cũng đừng đại ca nói nhị ca đại minh khụ khụ trừng hai mắt tỏ vẻ bất mãn vì bị phá đám hai người tương tác nhất thời dẫn tới ba người khác cười ha ha lập tức mấy người cũng không có trì hoãn, mẹ tiểu vũ lấy ra vài tảng đá, thậm chí trong đó còn có một viên là ti tan cự viên cách đó không xa ông ra trong một cái động, viên kia đường kính không nhiều lắm sắp có 10 mét, vì thế nhị minh còn trực tiếp phóng thích ra bản thể của mình, đó quả thực chính là một tòa núi nhỏ. Hứa dạng có thể cảm nhận được nham nguyên tố nồng đậm ẩn chứa trong đó. Hứa dạng ước gì trực tiếp xông lên hấp thu nham nguyên tố. Mẹ tiểu vũ nhìn thấy bộ dáng của hứa dạng, cười nói. Đây là một huyền tâm địa tủy nhị minh tìm được dưới lòng đất, hơn nữa gần đây còn có một khoáng mạch huyền ngọc tủy, đợi ta giúp con chút phúc xong thì con tới đó đi, cách nơi này cũng không xa. Trong lòng hứa dạng nhất thời mừng rỡ, mở miệng nói. Cảm ơn gì? Hứa dạng trực tiếp chạy tới trước mặt cô, thân mật cọ sát, trong lòng hứa dạng ấm áp, hắn có thể cảm nhận được mình đã bị mẹ tiểu vũ coi là con của mình, nếu không cô sẽ không đối xử với mình như vậy. Được rồi, nhị Minh đã giúp con dọn dẹp xong, con cứ trèo lên tảng đá ở giữa là được rồi. Hứa dạng gật đầu, lập tức đi theo lời mẹ tiểu vũ. Đợi đến khi hứa dạng đến nơi, mẹ tiểu vũ liền bắt đầu thúc giục hồn lực của bản thân, kích phát năng lượng trong thiên tài địa bảo, phát ra lực chúc phúc cho hứa dạng. Hứa dạng cũng không rõ đây là lực lượng gì, dù sao đấu la cũng không miêu tả nhiều về mẹ của tiểu vũ, có thể là năng lực đặc biệt của nàng, đáng tiếc tiểu vũ không biết. Theo hồn lực của mẹ tiểu vũ phóng thích, phần đông thiên tài địa bảo chung quanh bắt đầu chậm rãi xoay tròn xung quanh hứa dạng, hơn nữa bắt đầu phát ra quan mang nhàn nhạt, lựa chọn chỉ là cảm giác mình bị một lực lượng đặc thù bao vây, cảm giác hết sức thoải mái, thoải mái đến mức mình muốn ngủ một giấc thật ngon, sau đó hắn liền ngủ thiếp đi. Mẹ tiểu vũ dừng động tác trên tay, lúc này hứa dạng đã hòa làm một thể với huyền tâm tủy kia, hoặc là nói, hứa dạng tiến vào trong đó, thỉnh thoảng lóe ra ánh sáng màu vàng nhạt nhị minh ngươi đem tiểu dạng đặt vào trong lòng đất đi nơi đó tốc độ tu luyện của hắn mới là nhanh nhất sau đó khương nghị liền bị nhị minh lần nữa ôm trở lại dưới đất vì hắn không bị quấy rầy thậm chí còn bị nhị minh cho chôn đi thời gian chậm rãi trôi qua hứa dạng thân ở địa tâm cũng không có cảm giác gì hắn cảm giác mình nằm mơ mơ thấy mình khi còn bé khi đó ăn thật nhiều thật nhiều cơm sau đó liền không ngừng lớn lên cao lên hắn còn chưa gặp nhị minh hắn mơ thấy nhị minh nói với mình tam đệ sao ngươi còn chưa tỉnh a à? ta rất muốn cùng ngươi chơi a à? hứa dạng cũng cảm thấy mình có nên đi chơi với bọn họ hay không lập tức muốn tỉnh lại nhưng hắn không khống chế được chính mình hắn chỉ có thể khống chế chính mình không ngừng lớn lên vậy thì lớn lên đi lớn lên là có thể tỉnh lại đợi đến khi hứa dạng đủ lớn thức ăn của hắn cũng đã không còn không thể trưởng thành sao vậy thì tỉnh dậy đi lập tức hứa dịch liền mở mắt, đúng vậy, anh đã mở mắt. Hết chương này. Chương 4 Ngũ Nguyên Tố Long Vương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 4 Năm Nguyên Tố Long Vương nguyên tác bên trong nhược đà là không có mắt, đó là nham thần ma lạp khắc tư vì hắn sáng tạo con mắt, cũng chính là phần này ân tình để cho hắn trở thành nham thần gia quyến. Mà hiện giờ hứa dạng cũng mở mắt lần nữa, nguyên nhân mở mắt không biết có phải bởi vì thực lực của hứa dạng trưởng thành hay không cũng có thể là mẹ của tiểu vũ chúc phúc cho hắn cơ hội mở mắt hứa dạng mở to mắt nhìn hoàn cảnh bốn phía nhất thời thổn thức một trận tuy rằng mình có thể cảm giác được nhưng cảm giác cùng nhìn thấy vẫn là không giống nhau cho dù hắn bây giờ còn ở trong lòng đất bốn phía một mảnh hắc ám nhưng vẫn có thể nhìn thấy khoáng thạch trên vách đá bốn phía lóe ra nhiều điểm huỳnh quang bọn họ cũng cảm nhận được sự tồn tại của vương của bọn họ hứa dạng có thể cảm nhận được cảm giác vui sướng mà bọn họ truyền lại, giống như đang vui vẻ chúc mừng, vương của bọn họ đã trở lại. Đúng vậy, lúc này hứa dạng có thể nói là vương giả chân chính của đại địa, tất cả khoáng thạch đều đang cúi đầu trước hắn. Hứa dạng nở nụ cười, lập tức phát ra một tiếng trống giận rung trời, hung hăng đánh nát thạch cầu hình thành xung quanh hắn, rải rác đầy đất, đây là kết tinh thể bảo vệ hắn, lúc này bởi vì nham nguyên tố bị hứa dạng thu hồi nó cũng trở thành bộ dáng nham thạch ban đầu hứa dạng chuẩn bị đi ra ngoài mình ngủ một giấc thật thoải mái lập tức tâm niệm khẽ động tảng đá và khối đất trên đỉnh đầu hắn lập tức tách ra hai bên giống như đang nhường đường cho quân vương của bọn họ tảng đá dưới chân hứa dạng cũng bắt đầu sinh trưởng lên trên đúng vậy chính là sinh trưởng giống như một gốc măng mọc rất nhanh nâng hứa dạng lên hướng mặt đất mà đi chỉ là năng lực nho nhỏ này hứa dạng liền cảm nhận được chính mình đã trưởng thành hơn nữa còn là trưởng thành đến một loại vô cùng cường đại trình độ bởi vì hiện tại hứa dạng khống chế nham nguyên tố không ngừng phân giải tổ hợp lại tốc độ đã vượt qua một ít vạn năm hồn thú trên mặt đất chạy trốn tốc độ có thể tốc độ còn kém một ít hồn thú nổi tiếng về tốc độ nhưng cũng sẽ không kém nhiều lắm cho dù khoảng cách giữa lòng đất cách mặt đất mấy ngàn km nhưng với tốc độ của hứa dạng cũng không cần bao lâu là có thể xuống mặt đất mặt đất xuất hiện một chút chấn động rất nhỏ, theo chấn động tăng cường, trên mặt đất cũng xuất hiện một đạo vết nứt, vết nứt này càng lúc càng lớn, chiều dài thậm chí sắp đạt tới một km, nhưng là cái này vết nứt độ rộng còn đang không ngừng gia tăng, thẳng đến gần 500 mét thời điểm, vết nứt mới đình chỉ mở rộng. Khe nứt đích thật là đình chỉ mở rộng, nhưng là chấn động lại trở nên càng lúc càng lớn. Thẳng đến một cái lóe ra màu vàng nhạt địa lông từ dưới đất giống như là đi thang máy bình thường bay lên, đạo khe nước kia mới bắt đầu co rút lại, cuối cùng biến trở về bộ dáng ban đầu. Hoàn cảnh chung quanh cũng không có gì thay đổi, chỉ bất quá có thêm một con địa long lóe hoàng quang mà thôi. Hứa dạng vừa mới tới mặt đất cảm giác có chút kỳ dị, thân thể cũng bắt đầu lóe lên quang mang khác. Hứa dạng nhắm mắt cảm thụ một hồi, trên người cũng bắt đầu có quang mang khác sáng lên. Ở trong lúc màu vàng đất lóe ra, màu sắc băng lam, thủy lam, hỏa hồng, lôi tử ở trong lúc màu vàng đất lóe ra càng thêm sáng ngời, thậm chí đạt tới màu sắc ngũ trung không ngừng tuần hoàn. Sau khi vòng tuần hoàn này đạt thành, thậm chí quanh thân hứa dạng hình thành một đạo lại một đạo nguyên tố kết tinh thuẫn, tần suất xuất hiện càng lúc càng nhanh. Độ dày của nguyên tố thuẫn thậm chí che khuất thân hình hứa dạng không thấy rõ lắm. Đây cũng không phải do hứa dạng ngưng kết ra, mà là năng lượng nguyên tố xung quanh sau khi đạt tới nồng độ nhất định sẽ sinh ra sự đồng cảm với nham nguyên tố của hứa dạng, ngưng kết ra một đạo lại một đạo nguyên tố thuẫn. Nguyên tố bốn phía hứa dạng càng ngày càng nồng đậm, thậm chí hình thành một dòng nước lũ nguyên tố, không ngừng rót vào trong quả cầu nguyên tố khổng lồ này. Sau khi nồng độ nguyên tố đạt tới trình độ nhất định, đỉnh đầu hứa dạng xuất hiện một vòng xoáy bốn màu cực lớn, năng lượng nguyên tố khổng lồ cuồn cuộn không ngừng bắt đầu rót vào, ngay cả tầng mây phía chân trời cũng bị mây cuốn mây tan lực áp bách cường đại trong đó dẫn tới phần đông hồn thú bên ngoài khu trung tâm tinh đấu đại xâm lâm nhao nhao chạy trốn bốn phía sợ bị cuốn vào trong trận gió lốc nguyên tố này ngay tại cách đó không xa trong một cái hồ nước một đạo thân ảnh thật lớn ở trong đó hiện ra sau đó lập tức trực tiếp từ trong hồ nước lao ra kích khởi đầy trời hơi nước thân ảnh này đầu trâu thân mãn vẫy rồng màu xanh phủ kín toàn thân cùng với hơi nước dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy đạo thân ảnh này chính là đại minh thiên thanh ngưu mãn đại minh phát ra một tiếng rung trời rống giận cũng không có quá mạnh mẽ uy thế phóng ra ngược lại giống như là một loại kêu gọi không quá mấy cái hô hấp trên mặt đất liền vang lên từng trận tiếng vang ầm ầm xa xa còn có một đạo thân ảnh như núi nhỏ ở giữa cây lớn không ngừng nhảy nhót nói vậy tiếng vang ầm ầm chính là nó phát ra đi cự viên đi tới bên hồ cự quyền nện vào ngực đồng dạng phát ra tiếng gầm rung trời đáp lại tiếng gầm của thiên thanh ngưu mãn đại ca có phải tam đệ không hẳn là vậy đó chính là phương vị minh tưởng sâu sắc của tam đệ chúng ta mau qua đó đi không ngờ tiểu dạng lại có thể làm ra đồng tỉnh như vậy chúng ta mau qua đó đi hộ pháp cho nó để tránh xuất hiện tình huống gì được lập tức thiên thanh ngưu mãn và ti tan cự viên cùng đi về phía hứa dạng đợi đến khi đại minh nhị minh tới phụ cận cơn bão nguyên tố hứa dạng hình thành đã có thể hung hăng cuốn lên cự mộc chung quanh, còn có rất nhiều thổ thạch nương theo động đất kịch liệt mà buông lỏng, vòng xoáy kia giống như là thao thiết, ai đến cũng không cự tuyệt, tất cả đều biến thành năng lượng nguyên tố dung nhập vào trong thân thể hứa dạng. Nhị Minh há to miệng, khó khăn mở miệng nói. Đại ca, Tam Đệ muốn đột phá 10 vạn năm sao? Sao lại cảm thấy động tĩnh này quá lớn? Đại Minh một cái đuôi vỗ ở nhị Minh trên đầu, ghét bỏ nói đến. Ngươi có phải hay không ngốc, có đầu óc đều biết không có khả năng, nếu nhanh như vậy có thể đến 10 vạn năm, chúng ta nhiều năm như vậy có phải hay không bạch tu luyện. Nhị Minh vội vàng xoa xoa đầu, nói. Không có, không có, đại ca, không phải em thấy tam đệ động tĩnh quá lớn sao? Thiên thanh ngưu mãn nhìn hứa dạng làm ra động tĩnh có chút ngưng trọng, nghiêm trọng nói. Động tĩnh lớn như vậy, nói rõ huyết mạch tiểu dạng thập phần cường đại, thế nhưng loại cường đại này cũng đại biểu tương lai đột phá của hắn sẽ càng thêm khó khăn thậm chí còn cần đem huyết mạch tinh khiết sau này mới có thể làm được nhị minh cũng có chút mất mát nhưng một giây sau liền vui vẻ nở nụ cười nói nghĩ nhiều như vậy làm gì hiện tại tiểu đệ rốt cục muốn tỉnh chúng ta hẳn là vui vẻ mà đại minh lúc này mới nở nụ cười nói đúng vậy tiểu đệ cuối cùng cũng tỉnh Hứa dạng hấp thu năng lượng nguyên tố lại dặn có một giờ, cuối cùng năng lượng nguyên tố sao động chậm rãi bình ổn, hàng rào nguyên tố quanh thân hứa dạng cũng đạt tới hơn 100 mét. Hứa dạng chậm rãi mở mắt, đem hàng rào nguyên tố quanh thân hấp thu vào trong thân thể, lúc này hắn đã thành một ngọn núi nhỏ. Thân dài đã vượt qua trăm mét, trên cơ sở vốn có, cái đuôi đã biến thành bộ dáng phục long thụ, trên lưng bị gỗ cứng hình nón che đậy, giáp trụ trên người càng thêm bén nhọn cùng lập thể, Nguyên lai like, trong ánh mắt xám nhạc có thêm một viên đồng tử màu vàng kim tự như bảo thạch, thầm thúy mà giàu uy thế. Hết chương này. Chương 5 Siêu Việt Vạn Năm Bạn đang nghe tại truyện.audio Chương 5 Vượt qua Vạn Năm Đại Minh và Nhị Minh đứng ở một bên, nhìn hứa dạng hình thể đã sắp vượt qua bản thể ti tan cự viên, trong ánh mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, tuy rằng cũng không phải hồn thú hình thể càng lớn thực lực càng mạnh nhưng hình thể coi như là một tiêu chuẩn để cân nhắc sức chiến đấu. Dưới tình huống bình thường, ở dưới tu vi ngang nhau, hình thể càng lớn đã nói rõ có được lực lượng cùng thể phách cường đại hơn, tại hồn thú trong lúc tranh đấu sẽ có ích lợi rất lớn. Mà lúc này hứa dạng tu vi chỉ có cấp độ hồn thú vạn năm là có thể có được khí lực hồn thú 10 vạn năm, có thể thấy được huyết mạch và khí lực của hắn vượt xa Titan cử viên cùng cấp bậc, mà Titan cử viên đã xem như một loại dị chủng thượng cổ huyết mạch của hứa dạng rốt cuộc là cái gì lúc này hứa dạng đang ở giai đoạn ổn định tu vi cuối cùng uy áp trên người không thể khống chế truyền ra bốn phía dẫn tới hồn thú muốn thừa dịp dị tượng tiêu tán tới xem náo nhiệt trực tiếp chạy trối chết cổ uy áp cổ long trên người hứa dạng đến từ hồng hoang cho dù là đại minh và nhị minh cũng cần vận chuyển hồn lực của bản thân mới có thể chống đỡ được ti tan còn khá hơn một chút dù sao trên người hắn cũng không có huyết mạch long tộc nhưng đại minh thì không giống vậy Chính mình đến từ sâu trong huyết mạch kia cổ kính sợ cùng sợ hãi, dẫn tới hắn không nhất nổi ý chí chiến đấu. Đại minh đang kinh hãi đồng thời cũng cảm giác hết sức cao hứng, dù sao tam đệ của mình so với mình có thiên phú hơn nhiều, nhìn hắn từng bước từng bước trưởng thành, đây cũng là một chuyện đáng giá vui vẻ. Đợi đến khi hứa dạng hoàn toàn cũng cố tu vi bản thân, mở mắt liền thấy được đại minh và nhị minh cách đó không xa, trong lòng nhất thời bị cảm xúc ấm áp của nhất trung vây quanh. Ba huynh đệ cứ như vậy lấy bản thể hình thức gặp mặt. Nhị Minh vẽ mặt vui vẻ chạy tới, dọc theo đường đi không biết đụng ngã bao nhiêu cây cối, cao hứng ông lấy hứa dạng, tự như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt vậy. Ha ha ha, tam đệ, ngươi rốt cục đi ra rồi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể lớn như vậy, bôi. Mắt của ngươi. Hứa dạng gật đầu, nói. Ta mở mắt, đã có thể nhìn thấy các ngươi, đại ca, nhị ca chúc mừng các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn này đạt tới đỉnh cao đại minh cũng đi tới nói nói gì vậy nhiều năm như vậy nếu chúng ta vẫn không thể đột phá bị tiểu dạng đuổi kịp và vượt qua thì không phải tìm một cái khe chui vào sao tình cảm của ba huynh đệ cũng không bởi vì hứa dạng bế quan nhiều năm như vậy mà yếu bớt bởi vì bọn họ đều thường thường chạy đến địa tâm cùng chọn lựa trò chuyện tiểu vũ cùng mẹ của hắn cũng đã tới bất quá mẹ của tiểu vũ sợ quấy rầy đến hứa dạng đột phá khiến cho bọn họ ít tới mấy lần nhưng bọn họ sao có thể nghe chứ thỉnh thoảng nhị minh sẽ chạy xuống nói chuyện với tiểu hứa dạng hỏi hắn vì sao còn chưa tỉnh lại nhưng hứa dạng cũng không thể đáp lại hắn thỉnh thoảng nhị minh còn có thể mang theo tiểu vũ có đôi khi đại minh cũng sẽ đi theo phỏng chừng mẹ tiểu vũ cũng biết nhưng cũng không ngăn cản hứa dạng trong lúc ngủ cũng không thể trực tiếp chỉ đạo những thứ này những tin tức này vẫn là khoáng thạch xung quanh hắn ghi chép lại, hứa dạng thông qua năng lực lấy đá làm mục đích đọc được, mỗi câu nói của bọn họ hắn đều biết, cũng biết mình bây giờ đã là người nhà của bọn họ, mà mình cũng đã coi bọn họ là người nhà. Hứa dạng cũng từ đó biết được bọn họ song song đột phá 10 vạn năm cấp độ, làm tiểu đệ nên có chúc phúc vẫn là cần thiết. Tiểu dạng, thực lực của cậu bây giờ cụ thể đã đạt tới cấp độ nào rồi, đại ca, hiện tại tôi cũng không thấy rõ cậu. Đại Minh nhìn ngũ sắc quan mang trên người hứa dạng còn chưa hoàn toàn tản đi. Hứa dạng hơi cúi đầu, suy nghĩ một chút, nói. Đại ca, ta hiện tại hẳn là vẫn chỉ là vạn năm hồn thú, bất quá ta cảm giác trong huyết mạch hữu dụng năng lượng thập phần cường đại, khả năng còn muốn vượt qua vạn năm. Nhị Minh có chút giật mình nói. Vượt qua vạn năm, đó không phải là mười vạn năm sao? Đại Minh gật đầu, nói. Lúc tiểu dạng đột phá ta đã nhìn ra, khí tức của hắn cho dù là ta cũng cảm thấy có chút sợ hãi, thậm chí có loại cảm giác muốn cúi đầu thăm viếng. Xem ra tiểu dạng huyết mạch của ngươi thập phần sùng bái. Hứa dạng có chút ngượng ngùng, nói. Đại ca, ta cũng không thể xác nhận chính mình đến tột cùng là cái gì huyết mạch, ta chỉ biết là ta có thể nắm giữ tất cả tảng đá, phản phất ta chính là cùng bọn họ một thể đồng dạng. Vậy trên người ngươi màu sắc khác là cái gì, đây hẳn không phải nham nguyên tố có khả năng bày ra màu sắc đi hứa dạng gật đầu nói đúng vậy đây là năng lực dung hợp sau khi ta lĩnh hội được chân lý của nham nguyên tố đại minh có chút nghi hoặc mở miệng nói chân lý của đại địa không phải rất nặng sao giống hình thể của ta hứa dạng gật đầu với nhị minh nói quả thật trầm trọng coi như là một trong những chân lý của đại địa nhưng đây chỉ là chân lý của bản thân nó mà không phải chân lý của các nguyên tố khác chân lý giữa đại địa và các nguyên tố khác hẳn là bao dung đại địa có thể bao dung rất nhiều nguyên tố khác đây cũng là ta có thể thông qua chân lý của nó hấp thu các nguyên tố khác hiện nay ta hấp thu bốn nguyên tố thủy băng hỏa lôi đây cũng là năng lượng ẩn chứa trong vòng xoáy nguyên tố vừa mới hình thành đại minh gật đầu nói tiểu dạng cầm cũng liền ý nghĩa ngươi bây giờ có thể nắm giữ năm loại nguyên tố nói cách khác ngươi manh đủ thi triển năm loại nguyên tố năng lực. Hứa dạng nói. Đại ca nói đúng, đương nhiên, cũng nói không đúng. Ta chỉ có thể nắm giữ nham nguyên tố, mà những nguyên tố khác là thông qua năng lực bao dung của nham nguyên tố mà lưu trữ lại. Thông thường mà nói, ngươi có thể lý giải là phụ ma, nham nguyên tố của ta có thể phụ ma lên những nguyên tố khác. Đại Minh gật đầu, nói. Dù sao cũng rất mạnh đúng không? Hứa dạng cũng cười, nói. Đúng là có thể nói như vậy. Lập tức ba người liền trở lại bên hồ, hứa dạng cũng thu nhỏ thân hình của mình lại một chút, dù sao thân hình quá lớn quả thật không tiện. Hứa dạng ngồi xuống có chút cảm khái, cảm khái hồn thú thăng cấp gian nan như thế nào, hắn đã hấp thu xong phần lớn năng lượng nham nguyên tố trong mỏ khoáng mạch kia, còn có những thiên tài địa bảo kia cũng bị hứa dạng hấp thu không còn, lúc này mới từ trăm năm đột phá tới vạn năm, Năng lượng cường đại ẩn chứa trong đó đều chỉ có thể thai nghén ra một con hồn thú vạn năm, chớ nói chi là những hồn thú chậm rãi tu luyện khác. Chớ nói chi là 10 vạn năm, năng lượng khổng lồ như vậy còn cần chín phần thậm chí nhiều hơn, trong đó cần năng lượng khổng lồ cùng thời gian tiêu phí, trong lúc đó khoảng cách đủ để chứng kiến Đông đảo văn minh hưng suy, cho nên mỗi một con 10 vạn năm hồn thú đều có thể nói là trời cao sủng nhi. Mà hồn sư cường thịnh phát triển chỉ sợ hồn thú không tới mấy vạn năm sẽ hoàn toàn diệt sạch. Nghĩ đến đây hứa dạng cũng không có biện pháp gì, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tăng lên thực lực của mình, vì hồn thú tranh thủ quyền lên tiếng. Hứa dạng đột phá cũng không phải chỉ kinh động tinh đấu đại xâm lâm, vì tượng hắn bày ra đã làm cho phần lớn thực hiện trên đại lục đều chuyển dời đến nơi này. Hết chương này. Chương 6 Tứ Phương Vân Động Bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương 6. Bốn phương mây động võ hồn đế quốc, võ hồn thành là vũ hồn đế quốc thủ đô, nơi này có cao sùng nhất tín ngưỡng chỗ ở, võ hồn thành vây quanh một ngọn núi thành lập, đông đảo kiến trúc vây quanh ngọn núi này hướng bốn phía phóng xạ ra ngoài. Mà ngay tại đỉnh núi này, võ hồn đế quốc tượng trưng cho giáo hoàng điện, đấu la điện, cung phụng điện cao thượng nhất của võ hồn điện, lúc này trong điểm vàng ống ánh. Trên đại điện ngoại trừ một nữ tử ngồi trên ghế giáo hoàng ở vị trí cao nhất, cũng không có những người khác tồn tại. Nữ tử này dáng người thon dài, váy dài lễ phục màu vàng rực rỡ từ trên xuống dưới đem thân thể mềm mại của nàng gắt gao bao vây, trên lễ phục hoa mỹ khảm bảo thạch rạng rỡ sinh huy, trên đầu có một cái mũ tử kim khu chính, tay trái nắm một cây quyền trượng dài chừng 2 mét, khảm vô số bảo thạch. Làn da trắng nõn cùng dung nhan tuyệt mỹ là đẹp như vậy, cao nhã, trang nhã, thần thánh những từ ngữ tốt đẹp này đều có thể dùng để hình dung vẻ đẹp của nàng. Người này chính là người cầm quyền trên danh nghĩa võ hồn điện, giáo hoàng điện hạ Bỉ Bỉ Đông. Lúc này Bỉ Bỉ Đông đang ở trên vương tọa nhắm mắt dưỡng thần, phản phất là cảm nhận được cái gì, ánh mắt Bỉ Bỉ Đông nhất thời tránh ra, đem tầm mắt hướng về phương xa. Ánh mắt của hắn hướng về phương hướng chính là tinh đấu đại xâm lâm phương hướng, nàng có một loại dự cảm, tinh đấu đại xâm lâm lại xuất hiện một con cường đại hồn thú, một con khí tức cực kỳ cường đại mười vạn năm hồn thú. Bỉ Bỉ Đông khẽ nhíu mày, lập tức nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ. Không nghĩ mang theo cũng không lâu lắm đâu, lại xuất hiện một con hồn thú mười vạn năm, xem ra mấy hồn hoàng còn lại của mình đã có tin tức rồi. Giống như hứa dạng nói vậy, có thể xuất hiện một hồn thú mười vạn năm có thể nói là ân trạch của trời cao, số lượng vốn rất ít, có thể trong biển rộng sâu không lường được có thể tồn tại một ít hồn thú mười vạn năm cường đại, nhưng cho dù là bị bỉ đông thực lực mạnh mẽ, cũng không dám dễ dàng xâm nhập vào biển sâu xanh thẳm kia trong đó ẩn chứa khủng bố cũng không phải bỉ bỉ đông hiện tại có thể chạm vào mà hồn thú mười vạn năm trên đại lục một đôi tay cũng có thể đến được từ xưa đến nay cũng không có ai có thể đạt được mấy cái hồn hoàng mười vạn năm mà bây giờ lại xuất hiện một cái vậy đã nói rõ bỉ bỉ đông có thể đạt được hồn thú mười vạn năm khả năng gia tăng bỉ bỉ đông tinh tế suy tư một phen nàng nhất thời cảm thấy thực lực đội thăm dò mình phái ra mấy ngày hôm trước đã không đủ dùng Đến lúc đó cũng không có tin tức hữu dụng gì không thể sợ tới, còn đem chính mình góp vào. Lập tức bị bỉ đông nhẹ giọng mở miệng. Để cúc đấu la nguyệt quan, quỷ đấu la quỷ mị tới gặp ta, thanh âm cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng là ngay tại trong đại điện này xa xa truyền đi. Cũng không lâu lắm, cửa đại điện liền đi tới hai đạo thân ảnh, một người trong đó thân mặt kim giác, cùng mái tóc màu vàng của hắn hòa lẫn vào nhau, trên mặt vẽ trang điểm bằng khói, đi đường uống éo cả người tản mát ra một cổ khí tức âm nhu. Người kia cả người bị hắc vụ vận quanh, không thấy rõ thân hình cùng bộ dáng cụ thể, nhưng là tản mát ra khí tức cùng người bên cạnh giống nhau, đều là phong hào đấu la tầng thứ. Hai người đi tới dưới vương tọa, không người hành lễ, mở miệng nói. Tham kiến giáo hoàng điện hạ. Bình thân. Bỉ bỉ đông mở miệng nói. Lần này gọi các ngươi tới, chắc hẳn trong lòng các ngươi đã tính toán rồi. Nguyệt Quang mở miệng nói. Giáo Hoàng Điện Hạ yên tâm, chúng ta xuất phát đi tình nguyện tinh đấu đại xâm lâm thăm dò đội, đem mấy lần này dị tượng đều điều tra rõ ràng. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, tin tức liên quan đến hồn thú mười vạn năm đều phải có được, các ngươi đi chuẩn bị, sau đó xuất phát đi. Vâng. Hai người lĩnh mệnh mà đi. Khóe miệng Bỉ Bỉ Đông nhếch lên, yên tâm, các ngươi sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Trong hoàng cung thiên đấu đế quốc cách tinh đấu đại xâm lâm không xa, hoàng đế tuyết dạ đại đế ngồi trên vương tọa thấy được vòng xoáy nguyên tố thẳng tới chân trời, dù sau đây cũng là đế quốc cách tinh đấu đại xâm lâm gần nhất, lúc vòng xoáy kia xuất hiện cũng đã có người đi lên thông báo, lập tức tuyết dạ đại đế liền triệu kiến thủ tướng. Thủ tướng, ngươi cảm thấy việc này chúng ta có nên hay không đi chen vào một cước, mười vạn năm hồn thú ra đời, nói vậy rất nhiều thế lực cùng tông môn đều không kiềm chế được đi. Tuyết già dạ đại đế mở miệng hỏi, thủ tướng suy tư một phen, sau đó mở miệng nói: Bệ hạ, thần cho rằng nên phái người đi tìm hiểu vẫn là nên. Dù sao hồn thú mười vạn năm mới ra đời, hẳn là thu thập tin tức bước này vẫn là không thể thiếu. Thế nhưng lão thần cũng không đề nghị chúng ta đi ra tay săn giết. Đầu tiên là bởi vì hồn thú mười vạn năm vừa mới đột phá, người muốn đi hái quả đào chính mới nhất này không ít, chúng ta rất khó ở trong đó chiếm được chỗ tốt tiếp theo là chúng ta cũng không có hồn sư cường đại đến mức có thể chịu đựng hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm, cho dù chúng ta có thể thành công săn giết cũng không hấp thu được, còn không bằng trực tiếp không tham dự, hoặc là ở trong đó trộn lẫn nước. Tuyết già dạ đại đế gật đầu, nói. Cứ làm theo lời ngươi đi. Vâng. Thủ tướng không người lui ra. Một mảnh hồn thú khác tụ tập trong thiên đấu đế quốc, trong đôi mắt băng hỏa lưỡng nghi của lạc nhật xâm lâm, độc cô bác đang tu luyện trong một sơn động đột nhiên mở to mắt, mày hơi nhíu lại, nhìn phương hướng tinh đấu đại xâm lâm, trong lòng thầm nhắc tới. Cái khí tức này, sợ không phải lại có hồn thú mười vạn năm mới xuất thế, ta nhớ mấy năm trước cũng có khí tức tương tự phóng thích ra, hơn nữa còn là hai lần, nhưng là khí tức này tự hồ là càng thêm cường đại, xem ra tinh đấu đại xâm lâm chúa tể lại nhiều hơn một vị nha. Cũng không biết vị chúa tể này có thể xuất hiện cái gì ngoại ý muốn hay không, dị tượng lần này, chỉ sợ có chút tâm tư không an phận người, lại muốn nháo ra cái gì thiêu thân rồi, cũng không biết có thể hay không đem đại lục quấy loạn nha, đoán chừng còn làm không đến tình trạng kia đi. Lập tức độc cô bác lại nhắm mắt lại, trên mặt có thêm một màu xanh biếc không khỏe mạnh, bản thể bích lân xà độc của hắn lại bắt đầu sao động, cần hắn toàn lực áp chế, nếu không sẽ có nguy hiểm cắn trả. Thất bảo lưu ly tông cũng được xây dựng trên một gò núi, trên đỉnh núi có một tòa đại điện tràn ngập khí chất cổ điển, lúc này tông chủ thất bảo lưu ly tông ninh phong trí đang đứng ở cửa, ánh mắt nhìn chăm chú vào phương hướng tinh đấu đại xâm lâm. Một đạo kiếm minh từ xa vang lên, lập tức một đạo lão giả râu bạc trắng xuất trần rơi vào bên cạnh hắn, một thanh kiếm rộng cứ như vậy đứng ở bên người hắn, hiện ra mũi nhọn của nó. Ninh phong trí mở miệng hỏi. Kiếm thúc, người thấy thế nào? Ninh Phong Trí trong miệng kiếm thúc tự nhiên là kiếm đấu La Trần Tâm, hắn thản nhiên mở miệng. "Phái người đi dò xét tin tức đi, có nhiều thứ không phải chúng ta có thể nắm chắc, hoặc là nói không phải hiện tại chúng ta có thể nắm chắc." "Kiếm thúc cũng cho là như vậy sao?" Ninh Phong Trí tò mò hỏi. Nước lăn lộn, muốn sờ đến cá tự nhiên cũng khó khăn. Hết chương này. Chương 7. Sử Lai Khắc dự định bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 Xét dự định lập tức Ninh Phong Trí liền phân phó thủ hạ người đi tìm hiểu tin tức, hơn nữa nhắc nhở bọn họ không nên chủ động ra tay, dù sao loại thời điểm này tinh đấu đại xâm lâm, nhiều nhất chính là chim sẻ, ai thứ nhất đi làm bọ ngựa, cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Ngay sau hôm nay, bầu không khí giữa các thế lực đứng đầu trên đại lục có chút thay đổi, trở nên có chút vi diệu, chỉ cần một nguyên nhân, đó chính là động tĩnh hứa dạng đột phá. Ngoại trừ hạo thiên tông đã ẩn thế ra, bất kể là thượng tam tông hay hạ tam môn, cùng với các thế lực lớn nhỏ xếp hàng thượng hào trên đại lục, trên cơ bản đều phái người đi dò xét. Có một số tông môn thậm chí là do tông chủ ra mặt, mang theo môn đồ hướng về tinh đấu đại xâm lâm tiến đến, cho dù bọn họ cũng không có tranh đoạt thực lực, nhưng là trong đó nói không chừng còn có thể vớt được không ít chỗ tốt, còn có thể ở trong đó ông lên cái khác đại tông đùi đến lúc đó vô luận là hấp dẫn môn chúng hay là mở rộng tông môn đều có ích lợi không nhỏ. Trái lại sử lai like khắc học viện bên này, sử lai like khắc viện trưởng bốn mắt cú mèo Phất Lan Đức đứng ở chính mình văn phòng cửa sổ, sắc mặt ngưng trọng nhìn tinh đấu đại xâm lâm phương hướng, trong lòng khẽ thở dài. Xem ra kế hoạch thu hoạch hồn hoàng lần này sắp bị ngâm nước nóng, không ngờ lại xảy ra chuyện này, ôi! Xem ra hồn hoàng thứ ba của tiểu áo phải đẩy về phía sau lập tức hắn liền đem tin tức kế hoạch săn giết hồn thú này hủy bỏ hướng mọi người trong học viện tuyên bố ra ngoài, cũng không lâu lắm, cửa phòng làm việc của Phất Lan Đức liền bị gõ vang. Mời vào. Phất Lan Đức đáp. Cửa bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên để tóc ngắn và râu ngắn đi vào, trên mặt mang theo một chút sương lạnh. Người tới chính là Ngọc Tiểu Cương, một trong tam giác hoàng kim thiết. Ngọc Tiểu Cương đi tới Phất Lan Đức đối diện, mở miệng hỏi. Viện trưởng, ngươi vì cái gì muốn hủy bỏ lần này hồn thú săn giết kế hoạch? Phất Lan Đức bưng chén nước lên uống một ngụm, nói: Tiểu Cương a, à, ngươi cũng không phải không nhìn thấy, vì tượng thiên địa bên tinh đấu đại xăm lâm chắc là có hồn thú mười vạn năm mới xuất thế. vào lúc này tiến vào tinh đấu đại xăm lâm săn giết hồn thú có phải có chút quá mức cấp tiến hay không? Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, nói: Ta cũng không đồng ý ý kiến của ngươi tiểu áo là hồn sư hệ thực phẩm tiên thiên mãn hồn lực đầu tiên trên toàn đại lục, ngưỡng cửa cấp 30 này dù khó khăn thế nào cũng phải bước nhanh qua, đây chính là quan hệ đến tương lai của hắn, viện trưởng ngươi cũng không phải không biết. Phất Lan Đức sắc mặt thay đổi, nhưng vẫn bình tĩnh mở miệng nói. Tiểu cương nha, ta biết ngươi là vì tiểu áo suy nghĩ, nhưng là ngươi biết 10 vạn năm hồn thú ra đời, cái này ý vị như thế nào, ý vị nó sẽ biến thành toàn bộ đại lục đông đảo thế lực tranh đoạt đối tượng. Còn nữa, hồn thú 10 vạn năm bộc phát ra khí tức lớn như vậy, hồn thú cao cấp vạn năm trong khu hạch tâm nhất định sẽ nhượng bộ lui binh, đến lúc đó hồn thú chạy ra, đây không phải là tạo thành nguy hiểm cho đội ngũ của chúng ta sao? Phất Lan Đức cũng không có lại nói tiếp, phía sau lời nói không cần nói rõ, nói vậy Ngọc Tiểu Cương cũng biết là cái gì. Ngọc Tiểu Cương cúi đầu suy tư một phen, ngữ khí nhẹ đi rất nhiều, nói. Ta cảm thấy không có nguy hiểm gì, dù sao tin đấu đại xâm lâm lớn như vậy chuyện ở khu trung tâm hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến khu ngoại vi phất lan đức thấy ngọc tiểu cương vẫn kiên trì như vậy lập tức vẫn nói ngươi đã kiên trì như vậy vậy chúng ta liền mở một cuộc họp đơn giản đi đi thôi tất cả lão sư đều gọi lên đến lúc đó mọi người cùng nhau biểu quyết đi nếu như đi trước vậy đem lão sư dẫn đội cũng cùng nhau xác nhận một chút ngọc tiểu cương cũng nhẹ gật đầu trong lòng cũng là yên lòng nếu như họp biểu quyết chính mình có lòng tin thuyết phục những người khác đồng ý hành động lần này, hắn cũng không phải nhất định phải đi săn giết hồn thú, chủ yếu nhất là hắn muốn nghiệm thu một chút này mấy tháng qua giáo dục thành quả, cũng để Phất Lan Đức nhìn xem, chính mình đại sư danh tiếng. Sử lai khắc thất quái cũng cần hành động lần này đi ra ngoài luyện binh, không có thực chiến sẽ không có trưởng thành, thực chiến của bọn họ nói thế nào cũng không đủ. Cũng không lâu lắm, trong phòng họp của sử lai khắc học viện, trên một cái bàn dài, liền ngồi đầy người phất lan đức ngồi ở vị trí đầu tiên ở bên trái cùng bên phải của hắn phân biệt ngồi đại sư ngọc tiểu cương cùng bất động minh vương triệu vô cực ở phía sau bọn họ chính là mấy tên lão sư khác trong đó liền bao gồm lúc chiêu sinh tên hồn đế lão giả kia phất lan đức thấy người đã đến đông đủ nói tốt nếu người đã đến đông đủ như vậy ta liền bắt đầu nói chuyện chúng ta muốn thảo luận lần này Chắc hẳn hôm nay các ngươi cũng đã gặp qua dị tượng bên tinh đấu đại xâm lâm rồi, dị tượng kia đại biểu cho cái gì, chắc hẳn trong lòng mọi người các ngươi đều có tính toán, mười vạn năm hồn thú ra đời, bốn phương vân động, đã có đông đảo thế lực nhân thủ tiến vào mảnh thiên đường hồn thú kia, đi tìm kiếm công việc cụ thể của dị tượng kia. Mà chúng ta trước đó không lâu làm sang giết hồn hoàng kế hoạch vừa vặn ngay tại thời điểm mấu chốt này, lúc này tinh đấu đại xâm lâm, nhưng là nói là so với bình thường nguy hiểm gấp trăm lần vô luận bên ta thế lực hay là hạch tâm khu hồn thú chảy ra ngoài, đều sẽ cho chúng ta lần này kế hoạch mang đến vô số không biết tính, cho nên đề nghị của ta là chúng ta lần này hồn thú săn giết kế hoạch liền hủy bỏ, chờ cái này sóng gió khẩu qua lại đi cho tiểu áo tìm kiếm thích hợp hồn thú. Phất Lan Đức nói xong, lão sư ngồi ở phía dưới đều gật đầu theo, chỉ có triệu vô cực cùng Ngọc Tiểu Cương khẽ nhíu mày. Lập tức Ngọc Tiểu Cương nói. Viện trưởng, ta biết ngươi là vì bảo hộ nhóm học viên này, nhưng là chim ưng con không thoát ly cha mẹ bảo hộ vĩnh viễn cũng sẽ không học được bay lượn là thời điểm kiểm nghiệm bọn hắn mấy tháng nay huấn luyện thành quả hơn nữa chúng ta muốn đi tri thức tinh đấu đại xâm lâm khu ngoại vi khoảng cách khu trung tâm còn rất xa khu trung tâm dị động hẳn là không ảnh hưởng đến khu ngoại vi coi như là có thể ảnh hưởng đến như vậy nhiều nhất chính là ngoại vi khu hồn thú sẽ nhiều hơn vậy cũng có nghĩa là chúng ta có thể tìm được càng thích hợp tiểu áo hồn thú nhiều nhất xuất hiện mấy cái vạn niên hồn thú, nếu như là Triệu lão sư dẫn đội, nói vậy căn bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Hơn nữa, tiểu áo hiện tại đang ở cửa khẩu cấp 30, thời gian quan trọng nhất của hồn sư cũng không quá đáng, nếu không thể nhanh chóng đột phá, vậy thì chậm trễ nha, chênh lệch giữa hai hoàng và ba hoàng không chỉ là chênh lệch cấp bậc. Triệu vô cực cũng gật đầu, nói: Đại sư nói rất đúng, ta dẫn đội sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Phất Lan Đức lập tức mở miệng nói. Vậy được rồi, mọi người giơ tay biểu quyết đi, đồng ý đi trước giơ tay. Triệu Vô Cực cùng Ngọc Tiểu Cương đầu tiên giơ tay lên, sau đó mấy lão sư phía sau cũng cùng nhau giơ tay lên, cuối cùng chỉ có bốn lão sư bao gồm viện trưởng không giơ tay. Được rồi, vậy hành động lần này cứ tiếp tục, do Triệu Vô Cực dẫn đội, tan hợp. Hết chương này. Chương 8 Tên dở hơi bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Đồ ngốc sau đó đại sư liền đem tin tức hành động tiếp tục tuyên bố ra ngoài, sự lai like khắc thất quái nhận được tin tức nhất thời vui mừng lên, trong đó vui vẻ nhất phải kể đến Oscar, dù sao hành động lần này chính là vì hắn mới đi, lúc mới bắt đầu nhận được tin tức hành động hủy bỏ thiếu chút nữa trực tiếp đi tìm Phất Lan Đức, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống, không nghĩ tới đảo ngược nhanh như vậy đã tới. Wa ha 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 xem ra ông trời muốn ta đột phá hồn tôn tiểu áo vui vẻ nhảy dựng lên lão đại đới một bạch thật không tức giận nói không biết là ai vừa rồi giống như là bị đá không nghĩ tới lúc này có sống lại hư áo tư tạp vẻ mặt ngạo kiều nói đái lão đại ngươi hâm mộ ta hâm mộ ta có thể nhanh như vậy trở thành hồn tôn thôi đi ta đã sớm là hồn tôn rồi có gì mà hâm mộ chứ ặc à, được rồi đó chính là sự hâm mộ của mập mạp nếu không là lão tử bị tà hỏa vây khốn ta đã sớm là hồn tôn hơn nữa tiểu tử ngươi lớn hơn ta vài tuổi ngươi là một chút cũng không đề cập tới nha nhìn bọn họ nháo thành một đoàn ninh vinh vinh cũng che miệng cười khẽ chọc chọc chu trúc thanh bên cạnh nói chị chu thanh bọn họ thật khôi hài a à? chu trúc thanh cũng không có biểu thị gì chẳng qua ánh mắt thâm trầm nhìn về phía tinh đấu đại xâm lâm Ninh Vinh Vinh cũng nhìn qua nói: Đại Lục lại có thêm một con hồn thú mười vạn năm a, à, nói vậy lại muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tiểu Vũ cũng đang nhìn về phía tinh đấu Đại xăm Lâm, trong mắt lộ vẻ vui mừng, trong lòng không tự chủ được thầm nghĩ: Tiểu Dạng, con rốt cục tỉnh rồi sao? Đáng tiếc tỷ tỷ không thể ở bên cạnh con, còn có mẹ, mẹ có thấy không? Tiểu Dạng đã trưởng thành, nếu như mẹ có thể nhìn thấy thì tốt biết bao. Trong lòng tiểu vũ vì hứa dạng mà cảm thấy hết sức vui vẻ, hữu vi không thể nhìn thấy một màn như vậy mà cảm thấy có chút tiếc hận, hơn nữa trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, mình nhất định phải dành thời gian trở về thăm đại minh và nhị minh, còn có tiểu dạng không thể cùng nhau chơi đùa. Đường tam đứng ở một bên cảm giác được tiểu vũ bên cạnh mình có chút không thích hợp, nhẹ giọng mở miệng dò hỏi. Tiểu vũ, ngươi làm sao vậy? Tiểu vũ không trả lời đường tam, khẽ lắc đầu, nhưng tầm mắt cũng không rời khỏi phương hướng đó, vẻ mặt vừa vui mừng vừa thâm trầm. Đường Tam thấy Tiểu Vũ cũng không có cùng mình nói chuyện với nhau ý nghĩ, lập tức đồng dạng đem tầm mắt hướng về phương hướng kia, hắn cảm nhận được cùng cường đại uy thế cùng uy áp, trong lòng còn có loại nói không nên lời cấp bách cùng căm thù cảm giác. Đường Tam đem tầm mắt thu hồi, bên tai truyền đến còn lại mấy người như thế nào hô hô có phải hay không lập tức liền muốn xuất phát hô hô, trong lòng như có điều suy nghĩ khu trung tâm tinh đấu đại xâm lâm. Hứa dạng hoàn toàn hấp thu năng lượng nguyên tố mà bản thân hấp thu vào trong cơ thể, lập tức mở mắt ra, trong con ngươi phản phất có sóng to gió lớn dân trào, đó đều là năng lượng thuộc về bản thân hứa dạng. Hứa dạng hít sâu một hơi, lập tức đi về phía bên hồ, mặc dù sau khi hứa dạng vừa mới đột phá hoàn thành, mấy người hàng huyên một lúc, nhưng khi đó tu vi hứa dạng còn chưa thể hoàn toàn vững chắc, sau đó liền bị đại minh gọi đi củng cố tu vi, cũng không thể hảo hảo trò chuyện vài câu. Hiện tại hứa dạng hoàn toàn cũng cố tu vi, lập tức chuẩn bị cùng đại minh cùng nhị minh hảo hảo trao đổi một phen. Đợi đến khi hứa dạng đi tới bên hồ, đại minh cùng nhị minh đang ở bên hồ trò chuyện, lúc này bọn họ đều đem hình thể bản thân thu nhỏ lại còn chừng 2 mét, cũng chính là hình thể này mới làm cho không ít trái cây trong tay nhị minh có vẻ không đột ngột như vậy. Lúc này bên cạnh hai người đang rải rác một đôi trái cây, đây đều là nhị minh ở trong rừng rậm tìm trở về, mặc dù đối với tu vi của bọn họ không có trợ giúp gì, ưu thế lớn nhất chính là vị ngon, ăn ngon. Đại minh cùng nhị minh đang nói chuyện với nhau, còn thường thường từ trên mặt đất cầm lên một cái đưa vào trong miệng. Từ xa hứa dạng đã nghe thấy đại minh dặn dò nhị minh hết câu này đến câu khác. Mấy ngày nay khẳng định không được thái bình, người tốt nhất đừng chạy loạn nữa, trông coi tiểu bệnh cho ta, nếu lại xuất hiện chuyện gì như vậy, ngươi liền đi xuống bội bọn họ cho ta đi vân 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 đại ca em biết rồi sau này sẽ không nhị minh trịnh trọng gật đầu đáp đại ca nhị ca các ngươi đang nói chuyện gì vậy hứa dạng cũng đem hình thể bản thân thu nhỏ lại sau đó đi tới tuy nói tùy ý thay đổi hình thể nói như thế nào cũng phải tiếp cận là tu vi năm ngoái nhưng hứa dạng dù sao cũng là nhằm nguyên tố kết tinh hình thành đẳng cấp cao nhất sinh vật muốn thay đổi hình thể vẫn là thập phần dễ dàng đại minh và nhị minh nhìn thấy hứa dạng đến đại minh cười nói tiểu dạng đến rồi hơi thở nội liễm mà thâm hậu đã không còn cảm giác táo bạo như trước nữa xem ra tiểu dạng đã hoàn toàn hấp thu những năng lượng đó hoặc là nói đã hoàn toàn khống chế chính mình đại minh không hổ là nhân tài kiệt xuất trong hồn thú mười vạn năm liếc mắt một cái liền nhìn ra trạng thái lúc này của hứa dạng hứa dạng cười cười nói đại ca cái gì cũng không gạt được huynh đại minh cười cười nói tiểu dạng đến cũng tốt chuyện này vẫn phải nói với cậu một chút hiện tại tinh đấu đại xăm lâm cũng không an toàn như cậu tưởng tượng hơn nữa đồng tĩnh lần này cậu làm ra cũng không nhỏ có thể sẽ có nguy hiểm khác hứa dạng cũng chỉnh lại thần sắc nói đại ca nói là nhân loại đại minh gật đầu tiếp tục nói đúng vậy đồng tĩnh của ngươi có thể nói hồn sư cao cấp toàn đại lục đều có thể nhìn thấy Nói vậy không bao lâu nữa, khu trung tâm tinh đấu đại xâm lâm sẽ xuất hiện đông đảo ngạch nhân loại đến tìm hiểu tin tức của ngươi, trong đó chưa hẳn sẽ không tồn tại một ít nhân loại phong hào đấu la. Không đợi hứa dạng mở miệng, nhị minh liền trực tiếp mở miệng nói. Không phải chỉ là mấy phong hào đấu la thôi sao, ta cũng không phải chưa từng giết phong hào đấu la, đến lúc đó bọn họ tới bao nhiêu người, chúng ta liền giết bấy nhiêu người, đợi đến khi bọn họ bị giết không dám phái người tới nữa, vậy không phải giải quyết sao? đại minh nghe được nhị minh nói lập tức một đuôi quăng ở trên đầu của hắn thật không có tức giận răng dậy đầu óc của ngươi có phải hay không do tảng đá cấu thành từng ngày liền đánh đánh ngươi như thế nào không trực tiếp dẫn dắt hồn thú nhất thống đại lục nha nhị minh có chút ủy khuất yếu ớt nói vậy đại ca ngươi có biện pháp gì không đại minh hơi trầm ngâm có chút xấu hổ mở miệng nhị minh hình như nói cũng có đạo lý trừng phạt bọn họ vẫn là nhất định nếu không bọn họ sẽ càng ngày càng kiêu ngạo. Hứa dạng nhìn nhị minh ủy khuất, đang nhìn đại minh có chút xấu hổ, nhất thời trực tiếp nở nụ cười, không nghĩ tới hai kẻ dở hơi này vẫn khôi hài như vậy. Đại minh cũng không biết xấu hổ tiếp tục đề tài này, dù sao nhị minh cũng sẽ làm tốt, chuyển đề tài sang chỗ khác. Tiểu dạng, mấy năm nay huynh đệ chúng ta cũng không thể tụ tập, vậy chúng ta thừa dịp lần này an ổn, hảo hảo tụ tập một chút đi chúng ta cũng thu thập được không ít thứ tốt, đến lúc đó tu vi của ngươi cũng có thể nâng cao một bước. Hết chương này. Chương 9 Những năm này Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 9 Những năm này sau đó nhị minh không tiện chủ động chạy về phía rừng rậm, đại minh cũng về tới đáy nước, dường như đi tìm thứ gì đó. Một mình hứa dạng ở lại bên hồ, chờ đại minh và nhị minh trở về. Cũng không lâu lắm, Đại Minh và Nhị Minh đều đã trở lại, còn mang theo không ít đồ đạc. Trong tay Đại Minh là mấy cái bình bằng ngọc, trong đó hẳn là thiên tài địa bảo gì đó, còn Nhị Minh thì lấy về mấy khối khoáng thạch có khí tức nồng đậm của nham nguyên tố, chắc hẳn là Nhị Minh đã tìm được trong tinh đấu đại xâm lâm nhiều năm như vậy. Lập tức ba người lại gần nhau, Đại Minh cười đem mấy bình trong tay giao cho hắn, nói. Tiểu dạng, nơi này là một ít thiên tài địa bảo tăng cường kinh mạch, trong đó có một cái là ngọc linh dịch cùng với ngọc linh tủy của nhị minh dùng chung có thể cải thiện lớn nhất một số chỗ ứ động hồn lực trong kinh mạch của ngươi lúc này nhị minh cũng lấy từ trong tay ra một khối khoáng thạch màu bạch ngọc vẻ mặt muốn nhường cho thủ hạ của hứa dạng hứa dạng có chút ngượng ngùng nói đại ca nhị ca đây là các ngươi tìm được các ngươi ăn đi nhiều năm như vậy ta đã hấp thu đủ năng lượng rồi đại minh cười cười nói tiểu dạng những thứ này đã đối với chúng ta không có tác dụng gì mà đối với ngươi bây giờ mới là có tác dụng nhất hơn nữa chúng ta có thể sử dụng thiên tài địa bảo đã dùng hết những thứ này đều là chúng ta lưu cho ngươi nhị minh cũng ở một bên gật đầu nói đúng nha đúng nha mấy thứ này còn không ngon bằng mấy trái cây này chọn lựa thấy hai người kiên trì như vậy cũng không từ chối nữa nhận lấy đồ bọn họ đưa tới sau đó ăn linh ngọc tủy và linh ngọc dịch vào trong bộ dáng chờ mong của hai người. Sau đó trong tay hứa dạng liền có thêm một thiên tài địa bảo, đại minh và nhị minh cũng không cho hứa dạng cơ hội cự tuyệt, lại đưa tới, cuối cùng còn để lại một đống khoáng thạch đầy đủ năng lượng bên cạnh hắn mới ngừng lại. Hứa dạng mỗi lần ăn một loại vật phẩm, sau đó liền có thể cảm nhận được biến hóa của bản thân, tuy rằng cũng không có đem những thiên tài địa bảo kia triệt để hấp thu, nhưng là vẫn cảm nhận được biến hóa của bản thân hứa dạng cảm thấy thân thể mình có chút nóng, tốc độ lưu thông hồn lực trong kinh mạch cũng nhanh hơn rất nhiều, có một số chỗ ám thương và ứ động bởi vì trường kỳ bế quan và năng lượng trùng kích mà sinh ra đều đang theo dược lực thiên tài địa bảo hấp thu mà chậm rãi chữa trị. Cho dù là hứa dạng cũng không khỏi cảm thán ánh mắt độc ác của Đại Minh, lúc này hứa dạng bởi vì vừa mới kết thúc bế quan, trên người đang có một ít ứ động, hơn nữa mình hình thành vòng xoáy nguyên tố kia, hấp thu đại lượng năng lượng nguyên tố, kinh mạch toàn thân đều ở vào trạng thái tràn đầy cũng là bởi vì những năng lượng nguyên tố kia một ít kinh mạch thân thể cũng bị trùng kích tuy rằng không có vấn đề gì lớn nhưng vẫn có tổn thương mà những thiên tài địa bảo đại minh cho hắn mấy ngày nay chính là cùng chữa trị kinh mạch tăng cường thể chất có liên quan ngược lại gia tăng năng lượng đồ vật cũng không có rất nhiều những thứ kia cũng không có để cho hứa dạng hấp thu đối với đại minh mà nói nói vậy để cho hứa dạng trở lại trạng thái thân thể tốt nhất mới là quan trọng nhất nhị minh đưa tay cầm một trái cây trên mặt đất giơ tay ném vào trong miệng có chút cảm khái nói ta cùng đại ca đều đột phá cấp độ mười vạn năm tiểu đệ cũng xuất quan chính là đáng tiếc tiểu vũ tỷ không ở đây nếu ở đây chúng ta coi như là đoàn viên đại minh cũng có chút cảm khái nói đúng vậy có chút đáng tiếc không biết cuộc sống của chị tiểu vũ thế nào hứa dạng lúc này mới hiểu được tiểu vũ đã đi nốt tiên thành chính là không biết hiện tại có hay không đi sử lai khắc học viện nhưng là hắn vẫn giống như đại minh cùng nhị minh hỏi hỏi chuyện đã xảy ra nhiều năm như vậy đầu tiên là mẹ tiểu vũ trong một lần đại minh cùng nhị minh cùng nhị minh không ở khu trung tâm bị hồn sư nhân loại vây công mẹ tiểu vũ cũng không am hiểu chiến đấu hơn nữa còn muốn bảo vệ tiểu vũ cũng liền mất đi cơ hội có thể chạy trốn cuối cùng dưới sự kiềm chế của mẹ tiểu vũ tiểu vũ thành công chạy thoát nhưng mẹ tiểu vũ vẫn chết trong tay những người đó lúc nói tới đây trong ánh mắt đại minh tràn ngập sát ý nói vậy trong lòng thập phần muốn báo thù cho mẹ tiểu vũ nhị minh càng là một quyền nện trên mặt đất lực lượng cường đại đem cách đó không xa hồ nước kích bay lên nhị minh có chút hối hận mở miệng nói nếu như lúc đó ta cùng đại ca ở bên cạnh gì thì tốt rồi đại minh một cái đuôi quất ở trên đầu hắn nói đó là ngươi đột phá quan trọng nhất thời điểm, ngươi cảm thấy ai có thể rời đi, là đang đột phá ngươi hay là vì ngươi hộ pháp ta? Hứa dạng trong lòng cũng có chút buồn bực, nói. Đại ca, nhị ca, các ngươi đừng quá tự trách, gì gì cũng không hy vọng các ngươi biến thành như vậy, chúng ta nhất định phải ngăn chặn loại chuyện này phát sinh, cho nên chúng ta cần càng thêm cường đại. Trong con ngươi đại minh thu hội sát ý, nhị minh trầm thấp mở miệng. Hừ. Lần này, để cho nhân loại chết tiệt trả giá một chút lợi tức đi. Hứa dạng mạnh mẽ đè nén khổ sở trong lòng, nói sang chuyện khác hỏi hai người. Vậy tình huống của tỷ tỷ là thế nào? Sau đó Đại Minh và Nhị Minh thuật lại quá trình Tiểu Vũ rời đi không lâu, sau khi mẹ Tiểu Vũ rời đi không lâu, Tiểu Vũ cũng củng cố bản thân trùng tu thành người liền nói lời tạm biệt với Đại Minh và Nhị Minh, rời khỏi tinh đấu Đại Xâm Lâm, đã không còn nhiều nữa là rời đi năm sáu năm. Nói đến đây, Ba người đều có chút nhớ Tiểu Vũ, nhị mình có chút mất mát nói. Không biết Tiểu Vũ tỷ nhiều năm như vậy trôi qua thế nào, nhiều năm như vậy cũng không có tin tức gì. Hứa dạng suy tư một phen, đại khái dự đoán thời gian một chút, Tiểu Vũ rời đi năm sáu năm, vậy cô bây giờ hẳn là vừa vặn đến học viện Sử Lai khác, dựa theo câu chuyện ban đầu, như vậy hẳn là ở cấp 29, như vậy Oscar có phải kém không nhiều lắm đến cấp 30 hay không, như vậy tiểu vũ hẳn là rất có thể sẽ ở đây lâu dài trở lại tinh đấu đại xâm lâm đến lúc đó nhị minh tên ngốc này hẳn là sẽ mang tiểu vũ trở về nghĩ đến đây hứa dạng cũng có chút nhớ đến cô bé phấn nộn buộc bím tóc bò cạp kia mình còn nhớ rõ cô và nhị minh cùng đi đến lòng đất thăm anh dùng giọng nói đáng yêu của cô có chút mất mát hỏi anh khi nào thì có thể tỉnh lại lập tức hứa dạng lại nghĩ tới một người đó chính là nhân vật chính của đấu la đại lục đường tam chắc hẳn lúc này tiểu vũ cũng coi như cùng đường tam xuất hiện rất nhiều cũng không biết đến trình độ nào hy vọng không cần đã mê luyến hắn nói đến đường tam hứa dạng nội tâm là thập phần không thích trên cơ bản mỗi một đấu la mê cũng sẽ không đặc biệt thích đường tam người của hắn căn bản không xứng với tên nhân vật chính nếu mình đã xuyên qua bi kịch của mẹ tiểu vũ không thể ngăn cản như vậy bi kịch của tiểu vũ hắn tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh cũng sẽ không để tiểu vũ hiến tế cho đường tam chuyện xưa này cũng không cần thiết tồn tại. Hết chương này. Chương 10 Phục Long Cốc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Thung lũng Phục Long ba người ngay sau đó lại hàng huyên rất nhiều, trong đó còn bao gồm nhiều năm như vậy phát sinh một ít sự tình, đại minh sự tình chẳng qua chính là đơn giản tu luyện. Mà nhị minh thì không giống, kia vốn chính là nhảy thoát chủ, toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm đều bị hắn chạy một lần, nguyên bản còn chưa có đột phá 10 vạn năm cấp độ thời điểm, còn có mấy cái quần cư tiếp cận 10 vạn năm tu vi hồn thú tụ tập không dám đi càng rỡ, nhưng là chờ hắn đột phá 10 vạn năm cấp bậc về sau, hắn làm chuyện thứ nhất chính là đi đem những cái kia đã từng liên hợp lại khi dễ hắn hồn thú đều thu thập một lần. Hắn ngược lại là không có đem bọn họ thế nào, chính là đem bọn họ tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong đuổi chạy khắp nơi mà thôi. Sau đó nhị minh ở tinh đấu đại xâm lâm là có thể đi ngang, mỗi ngày đi ra ngoài đi bộ khắp nơi, tìm xem hắn không có kiến quốc đạo ngạch đồ vật, hoặc là một ít thiên tài địa bảo. Hắn còn phát hiện một bầy khỉ thanh mộc, bọn họ ở lãnh địa của mình ủ rượu khỉ ở hai cái hốc cây, hắn còn nhớ kỹ thời gian, chuẩn bị đến thời gian về sau liền đi mượn một ít đến uống xem. Lời này nói, hứa dạng cũng không biết tiếp như thế nào, chỉ có thể cười gật đầu, thời gian trôi qua rất nhanh, dược lực trong cơ thể hứa dạng cũng càng mãnh liệt. Hứa dạng mở miệng nói, đại ca nhị ca những thiên tài địa bảo kia đã bắt đầu phát huy tác dụng e rằng buổi tụ hội này sẽ kết thúc ở đây đại minh cũng nhìn ra hứa dạng nói được chúng tôi đưa cô về vị trí đó lập tức ba người liền đi tới vị trí hứa dạng đã từng bế quan cho dù là năng lượng trong huyền tâm tâm cũng bị hứa dạng hấp thu không nhiều lắm xa xa không nồng đậm như lúc ban đầu nhưng vẫn nồng đậm hơn nhiều so với những nơi khác hứa dạng cũng chuẩn bị mở một động phủ ở bên này Ba người hứa dạng đi tới tâm địa kia, hứa dạng phóng thích bản thể của bản thân ra, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng trống giận rung trời, nhằm nguyên tố xung quanh bắt đầu khởi động, dẫn tới thổ địa bốn phía phát ra từng trận cộng minh, lập tức liền bắt đầu xảy ra biến hóa, thổ địa hai bên nhô lên, mặt đất ở giữa trầm xuống một chút, cũng không lâu lắm, một sơn cổ rộng tới mấy trăm trượng liền xuất hiện trước mặt ba người. Hứa dạng quay đầu lại cùng đại minh cùng nhị minh chào hỏi, liền trực tiếp chui vào dưới đất chỉ để lại một cái đuôi hình cây ở bên ngoài hình thành một gốc cây chọc trời cự mộc hứa dạng cần đem cái đuôi của mình lưu lại trên mặt đất dùng cái này để hấp thu năng lượng nguyên tố khác trong hoàn cảnh coi như là cùng ngoại giới hình thành một điểm tương tác lập tức trên cây liền mọc ra năm loại lá cây màu sắc trong ánh mắt đại minh cùng nhị minh không có phóng thích ra bản thể lộ vẻ kinh ngạc nhị minh nói tiểu đệ đây là cùng hoàn cảnh hòa làm một thể đại minh nói tiếp phải cũng không phải năng lượng nguyên tố trên cây này cực kỳ nồng đậm chắc là tiểu dạng ở bên ngoài để hấp thu năng lượng nguyên tố khác nhị minh gật đầu nói sau này nơi này chính là địa bàn của tiểu đệ đại ca đặt tên đi nếu tiểu dạng đã chiếm cứ nơi này vậy gọi là phục long cốc đi nhị minh gật đầu nói tên hay vậy tiểu đệ hình thành cái cây này gọi là phục long thụ đi lập tức tìm đến một tảng đá lớn bảo đại ca khắc ba chữ phục long cốc lên đó đại minh chuyển nó đến vị trí miệng cốc mà hứa dạng lấy ra để xuống giống như vị trí hiện tại trong lòng hắn chính là địa bàn của hứa dạng nhị minh thầm nghĩ trong lòng khu trung tâm là của đại ca sau này sơn cốc này sẽ là của hứa dạng lời của ta ở đâu cũng được hoặc là nói cả rừng rậm đều là của ta ta chính là vua rừng rậm sau đó liền vui vẻ đi tìm đại minh cũng không lâu lắm đại minh liền cùng nhị minh trở lại bên cạnh hồ nước kia đại minh vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhị minh dặn dò nhị đệ sau này ngươi không nên chạy tán loạn khắp nơi tiểu đệ lần này bế quan không biết cần bao lâu sau này ngươi canh giữ ở gần hắn có chuyện gì ngươi cứ gọi ta nhị minh gật đầu nói đại ca đệ hiểu nhưng huynh chắc sắp đến bình cảnh vạn năm rồi đại minh gật đầu nói đúng vậy lần trước sau khi dùng linh ngọc dịch cải thiện thân thể cuối cùng vẫn tăng trưởng cũng chính vì nguyên nhân này bên tiểu dạng ngươi phải chăm sóc thật tốt chuyện của gì ta không muốn phát thần lần thứ hai nhị minh thu hồi nụ cười vui vẻ thay đại ca trịnh trọng gật đầu nói ta biết đại ca đại minh vui mừng gật đầu nhị minh trịnh trọng đồng ý bên kia nói rõ hắn đã đem chuyện này để ở trong lòng đúng rồi đại ca nhị minh gọi lại muốn trở về đại minh mấy ngày nay rừng rậm khẳng định không yên tĩnh đến lúc đó ta có thể hay không ánh mắt đại minh nhất thời trở nên lạnh lẽo lạnh lùng mở miệng nếu bọn họ dám đánh tiểu dạng vậy chúng ta còn khách khí cái gì tới bao nhiêu thì ném cho ta bấy nhiêu bất quá ta có một yêu cầu mỗi lần ngươi rời đi hãy nói với ta một tiếng đến lúc đó ta sẽ dừng bế quan tình huống bên tiểu dạng cũng do ta theo dõi nhị minh gật đầu nói được đại ca sau đó đại minh hóa thành một đạo thanh quan bắn vào trong hồ nháy mắt không thấy nhị minh cũng đi về phía phục long cốc hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn chính là bảo vệ tốt hứa dạng đã từng là sơ sẩy của hắn và đại minh khiến bọn họ mất đi mẹ của tiểu vũ theo một ý nghĩa nào đó mà nói đó cũng là mẹ của bọn họ cho dù đại minh nói vậy cũng không trách anh đó là cảm giác tự trách trong lòng anh không ai khuyên giải được cho nên anh vô cùng quý trọng tiểu vũ đại minh và hứa dạng cho dù đại minh không nói nhị minh cũng sẽ chăm sóc hứa dạng thật tốt hắn đi vào phục long cốc khoanh chân ngồi xuống dưới phục long thụ do hứa dạng hình thành chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện năng lượng nguyên tố bốn phía phục long thụ cực kỳ nồng đậm cho dù nhị minh đối với những nguyên tố này lực tương tác cũng không cao nhưng nơi này đúng là địa phương có lợi nhất đối với tu vi của hắn cũng là địa phương có thể bảo vệ tốt hứa dạng nhất mà bên kia thiên đấu đế quốc thủ đô thiên đấu thành trong hoàng cung, lúc này đang có hai người đứng ở mái hiên dưới, ánh mắt nhìn tinh đấu đại xâm lâm phương hướng, một người trong đó mặc hoàng bào, chính là tuyết dạ đại đế, người còn lại chính là thiên đấu đế quốc thủ tướng. Tuyết dạ đại đế mở miệng. Bọn họ hẳn là tới rồi. Thủ tướng cúi đầu trả lời. Đúng vậy, thì về truyền về tin tức, bọn họ đã đến ngoại vi tinh đấu đại xâm lâm, chắc hẳn rất nhanh sẽ đến khu trung tâm. Tuyết già dạ đại đế gật đầu, nói lần này hợp tác với thất bảo lưu ly tông ba hồn đấu la bảy hồn thánh chắc hẳn có thể tra xét được rất nhiều thứ thủ tướng gật đầu đồng ý cùng lúc đó tin đấu đại xâm lâm ngoại vi khu mười đạo thân ảnh ở chỗ này dừng bước trong đó ba người tụ cùng một chỗ thảo luận cái này cái gì phản phất là đang xác nhận vật gì đợi đến xác nhận xong về sau mười người liền lần nữa xuất phát không làm bất kỳ dừng lại hết chương này